À, bây giờ mình vào setting, bỏ wifi lên. Ở đây mình vào wifi của Kakula, tại vì wifi này sẽ không có network, nhưng mà khi vào á, nó sẽ hỏi mình là có cần, nó sẽ hỏi đăng nhập, khi đó mình mới có thể vào được internet. Đó, ở đây sẽ có một trang đăng nhập. Nếu mà mình không đăng nhập á, thì mình sẽ không vào internet được. Và mình thử vào một cái browser. Vô browser zing.vn. À, khi mà vào zing á, nó sẽ chở vào trang đăng nhập. Thì mình đăng nhập. Bây giờ mình thử đăng nhập. Đó. Khi đăng nhập á, thì mình có thể chỉ định được nó sẽ chuyển tiếp tới một trang bất kỳ. Bây giờ mình sẽ chuyển tiếp tới một cái trang nghe nhạc của Coca-Cola. Ở đây mình có thể vào game chơi ở đây cũng được, giải trí. Rồi. Sau khi kết nối với internet xong thì bây giờ mình có thể vào Zing, thì nó sẽ không hỏi lại cái đăng nhập lần đó nữa, đăng nhập hồi nãy nữa. Rồi. Có thể vào bất kỳ trang web muốn. Và ở đây á, thì cái wifi này á, nó sẽ cho phép là được truy cập 5 phút, sau 5 phút nó sẽ bắt đăng nhập lại từ đầu như cái bước đăng nhập hồi nãy.